Thầy chọn ngã rẽ để thông dong, còn hơn chung bước mà lòng không an bình. Miệng người cũng biết nói chữ tình, nhưng trong tâm tưởng lại gặp ghình với ta. Họ cũng biết nói những tiếng mật lời hoa, nhưng cách đối xử khiến ta chạnh lòng. Và thế gian này cũng vậy, nên nhớ một điều, thà cô đơn để mà thông dong, chứ đừng vì phút mặn nồng rồi tan. Đó là những lời mà tôi muốn kể về cái mối quan hệ vừa giữa thầy Nhuận Đức cùng với chốn cũ đã từng gắn bó, và cái cách họ đối xử với người khác như thế nào. Trong khi mở miệng ra là họ tiếng mật lời qua, mở miệng ra là niệm Di Đà thao thao bất tuyệt, mở lời ra là từ bi vốn có, là lời Phật dạy y rằng trong sách vở. Đây chỉ là một trong những con người để bị kinh nó hành và làm theo, để đạt được mượn chân lý trong kinh để đem ra ngoài thành những cái lời ngon tiếng ngọt, để hoàn thành những mục đích mà mình vốn có ở trong lòng. Thì thầy Nhuận Đức cái ngã rẽ hôm nay tôi cũng muốn nói một phần đến luật nhân quả. Ở trên đời á, tôi nói rằng điều quả phúc là không may tìm tới, tại do ai hay bởi do mình. Ông trời ổng tạo quá phân minh, công bình thưởng phạt để hữu tình chúng sanh. Đó là cái điều chân lý. Và bữa nay không phải chi tôi muốn nói đến một cái điều này, bởi vì có một cái chị gái, cổ nói rằng em ơi, làm sao thông báo để cho thầy biết là hòa thượng đang bị bệnh. Từ ngày thầy đi tới bây giờ, chắc có lẽ là thầy không biết hòa thượng đang lâm bệnh. Thì em mới nói một câu là để em truyền giúp cái nhân duyên này, để em lên kênh em ngồi em nói. Nhưng em nói ở đây thì em hoàn thành cái nghĩa vụ để chuyển lời của chị gái. Nếu như thầy Nhuận Đức và chú Tùng hay là chú Kiệt gì đó có coi được video này thì cho thầy Nhuận Đức hay. Nhưng cái cách mà em muốn nói, muốn nhấn mạnh rằng tất cả mọi chuyện trên đời nó đến với ta đều là do nghiệp. Phận ta khổ xin đành cam chịu, bởi phước mòn là theo kiểu nghiệp tăng. Hỏi trời rồi lại hỏi chăng, chi bằng mà tự xét để soi căn quả mình. Tự chúng sanh sinh ra nghiệp ái, chứ trời không hề bạc đãi trần gian. Đó là điều chân lý tôi muốn nói với tất cả mọi người ở đây. Có lẽ chị gái không có biết ngày trước thầy Nhuận Đức vì sao mà rời khỏi chùa. Ở bên ngoài tôi tôn trọng thầy với cái cách nói tất cả đều là do Nhuận Đức rơi ra, tất cả đều là do Nhuận Đức xin hòa thượng để được làm cư sĩ, xin hòa thượng để được như vậy, xin hòa thượng để được tự tu thành một cư sĩ bình thường. Đó mới là lòng vốn có của một người từ bi. Đó mới là cái sự chấp nhận cái sự nghiệt ngã của cuộc đời. Cái gì đến với họ, họ bình thản, họ không kêu gào. Cái gì nó đến với họ, họ lấy đó làm cái bàn đạp để đi lên trong con đường đạo đức tiếp theo. Nhưng ngược lại ở một khía cạnh nào đó, chính họ đã đẩy người ta vào con đường này. Chứ thật ra thầy Nhuận Đức có bao giờ nói với mọi người rằng thầy muốn từ bỏ các cụ ở trong chùa chưa? Thầy Nhuận Đức có nói với bao người rằng thầy Nhuận Đức sẽ không thích các cụ ở trong chùa nữa và sẽ rời khỏi chùa để đi tìm một chốn khác để bình yên cho một bản thân? Ngoảnh mặt quay lưng biết bao nhiêu cụ già đã ngồi trong đó.
Hồi tối này tôi có nghe một cuộc gọi rất là tha thiết của một cô cũng là khán giả hâm mộ rất lâu của Đây Đó Cà Mau. Cậu nói cậu khóc một ngày mấy lần khi quyết định gọi cho con, để con ơi, con làm ơn làm phước, con kêu thầy Nhuận Đức quay về với các cụ đi, thầy đừng có làm như vậy nữa. Bởi vì cổ nghĩ rằng đây là quyết định cá nhân của thầy Nhuận Đức. Thầy Nhuận Đức yêu thích như vậy, thầy Nhuận Đức muốn quay lưng với các cụ để các cụ đang dọn đồ rời khỏi là nơi chùa Hộ Pháp và Đại Tòng Lâm. Thì hiện giờ theo như cổ đã biết là các cụ đang khăn gói rời đi dần dần, nên cổ mới gọi điện cổ nói cho Đây Đó Cà Mau nghe. Và cái cổ hiểu lầm là chắc thầy Nhuận Đức vì yêu mến cuộc sống hiện tại đã có dự tính từ trước nên mới rời bỏ các cụ mà đi. Nhưng ở đây em nói một câu rất rõ ràng, cổ nói với cổ rằng cô ơi, cái này á cô đừng có trách thầy, bởi vì á như không không phải mà thầy muốn rời đi đó. Nếu như một người mà muốn rời đi khi chịu những áp lực lớn đó, người ta sẽ đi vào những năm đầu tiên, những cái ngày tháng mà nuôi những bà cụ trong một hai năm đầu rất cực nhọc, nên người ta từ bỏ nó mới đúng. Chứ không ai đi đợi tới 10 cả chục năm sau mới cực nhọc như thế này. Cái chuyện đó không có. Vốn dĩ cuộc sống đó người ta cũng quen rồi. Người ta quen rồi thì làm sao người ta từ bỏ được. Bao kỷ niệm gắn bó mến tay mến chân, bao nhiêu bà cụ, bao nhiêu ông lão, thì nói chung tất cả những người cộng tu trong đó giống như một đại gia đình vậy. Đã là gia đình rồi, người ta không hề có giây phút chia ly, không hề muốn cái điều đó diễn ra một chút nào. Thì hà cớ gì? Thì tôi cũng nói rõ với cô trên đó trong cuộc gọi Zalo, nhưng còn ở đây tôi không tiện nhắc tới, mất công nó phản cảm, mất công người ta nói là có cớ để nói rằng là tôi đang vu khống họ. Trong khi thầy Nhuận Đức đã lên tiếng, đã nói rằng tất cả đều là tại con, tất cả đều là do Nhuận Đức xin để được như vậy. Thì tôi nói tới đây là mọi người hiểu rồi. Thì vấn đề, nếu như thầy Nhuận Đức cam chịu tất cả mọi điều để bình thản đón nhận, coi đó là nghiệp, thì hôm nay vị hòa thượng này bệnh, tôi cũng chúc phúc ông mau mau hết bệnh, mau mau trả được nghiệp của mình. Người ta nói là phúc kia năm tháng đắp bồi, một khi phúc tận là khổ nhồi nhân công. Phúc còn trăm lỗi ngàn lầm, một khi phúc tận là quả thâm nó tới liền. Quý vị thấy thầy Nhuận Đức đi được bao lâu? Hôm nay hòa thượng lâm bệnh. Tôi nói những lời này không phải là tôi miệt thị, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng đời nay nhân quả nó nhanh lắm. Người đang làm trời đang nhìn. Những điều quý vị đang làm có thể người ngoài họ không biết, nên họ cứ thắc mắc tôi, kêu tôi thông báo ở cho thầy đồ này kia, thì tôi vẫn thông báo. Đó là nghĩa vụ của một người làm truyền thông, nghĩa vụ của một cầu nối nhân duyên tốt đẹp. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng ai trong hoàn cảnh nào, bất kể mọi người, kể cả con đang ngồi đây để nói cho cô chú nghe, thì cũng nên suy nghĩ về những gì nó đang đến với ta. Giả sử như hôm nay niềm vui nó đến, thì cũng là do cái nghiệp quả từ đời này hoặc là nhiều đời trước nó tích tụ lại, nó mới cho ta được cái quả này. Ví dụ như hôm nay có một người không phải với mình, giả sử như con tu đi, con bị người ta đuổi ra khỏi chùa để con trở thành cư sĩ, thì con cũng hài lòng với hiện tại. Con nói mọi chuyện đều do con mà ra, bởi vì con cam tâm con trả nghiệp. Con cho rằng đây là từ tiền căn, bởi vì con người sống từ vô lượng kiếp, mình có thể nợ họ từ nhiều đời, mà bây giờ họ mới tới đây đòi. Thì quả thật nếu như mình không trả, mình phản kháng lại, không khác nào tôi đang quỵt nợ. Họ kiếp này họ chửi tôi một câu, tôi mắng là một câu, thì hòa nhau bây giờ coi như là chỉ trả được cái lãi thôi.
còn cái nợ gốc chúng ta vẫn còn y nguyên. Nếu như kiếp này trả không được thì kiếp sau chúng ta trả. Hay là chúng ta trả bằng cách này mà họ đã đuổi chúng ta một cách rất nhẹ nhàng như thế mà mình không chịu, mai này có chừng mình gặp cái quả lớn hơn, phải không? Nên con nói hoài, mình hãy hài lòng với những gì của hiện tại, mình hãy chấp nhận với những gì nó đang thuộc về mình, bởi vì ta còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm, chứ chưa hẳn ta đã là đau khổ đâu. Quý vị phải nhớ cái câu này. Có những người nói trời ơi sao tôi khổ quá, tôi khổ quá. Nhưng thật sự mình khổ hay chưa? Mình vẫn còn sung sướng hơn bao nhiêu người ngoài kia. Nhiều người đang thấy thầy những đức khổ, nhưng con nói câu này quý vị có buồn con chịu. Chúng ta phải nên vui cho thầy. Bởi vì đời tu là đâu cần cái gì đâu mà vật chất. Chỉ cần có chỗ để chúng ta ngồi, chúng ta cộng tu. Có nơi để chúng ta niệm Phật. Có giờ có giấc thảnh thơi để chúng ta an nhàn, để chúng ta nếm cái mùi Phật đạo. Và chúng ta dùng đôi mắt để cảm nhận cuộc đời. Như thế là đã đủ với một người cần tu hay chưa? Đủ rồi. Bởi vì mình tu mà. Còn ngược lại đối với người không cần tu, họ cần đời thì họ cần nhiều hơn. Bữa nay họ cần cái này, mai họ cần cái nọ, mốt họ cần cái kia. Giống như bản thân con vậy. Con đang là người chưa dứt bỏ hoàn toàn được cái tục thế. Nói như thế cũng nhiều cô chú nói rằng con gán làm cái gì, con gán làm cái gì. Con xin thưa quý vị rằng tất cả các mối nhân duyên trên đời này nó đều có định số. Chúng ta chưa tới ngày tới giờ thì có cưỡng cầu cũng vô vọng mà thôi. Ví dụ như hôm nay thầy Nhẫn Đức, ngày xưa con đảm bảo đâu có cưỡng cầu rằng mình sẽ rời khỏi nơi chốn cục. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta phải chấp nhận với nó. Như con chưa dứt bỏ được với những trần đời mà con đang nói. Nhưng không hẳn với những trần đời đó nó sẽ dùi con vào một hố sâu. Bởi vì mình còn nghiệp, mình còn nợ trần gian, mình còn phải làm những thứ đó theo quy tắc và quy lực từ cái ngày tháng năm sinh mình định ra. Càng khôn vũ trụ này đã xoay tròn một số phận, rằng tới cái vòng tròn đó mình phải gặp những ai, mình phải giao lưu với người nào. Đặc biệt là hôm nay, tới cái mấu chốt này, con phải có cái nhân duyên với câu chuyện của thầy Nhẫn Đức. Thì họ một mảnh đời như thế, họ phải trả nghiệp vòng. Xong hết nghiệp rồi, họ mới có được cái quả ngọt thông dông. Và thiên mệnh cũng định sẵn luôn. Cái quả ngọt thông dông đó, nó sẽ chưa tới khi nào họ chưa trả xong nghiệp. Đúng không quý vị? Nên cô chú ở đây đừng có cưỡng cầu cho thầy một điều gì nào đó to tát quá. Điển hình như là, con ơi, theo như cô nghĩ, theo như chị nghĩ, anh nghĩ, thầy phải cần xây một ngôi chùa vào thời điểm này, để bao nhiêu người ngồi đó cộng tu thì có vẻ như an lạc. Mình nói thì cất về, nhưng thật ra nếu như vậy thì chúng ta thứ nhất không đạt được vấn đề nào hết, mà chỉ là đang vọng tưởng mà thôi. Chúng ta đang mưu cầu mà thôi. Ví dụ như xét về hữu hình hữu tướng, xin phép xây dựng ở Việt Nam được không? Trong khi thầy không phải là một nhà sư nữa, thầy chỉ là một người cư sĩ, thì lấy cái quyền hạn gì để xin phép xây chùa? Đó là cái thứ nhất. Giả sử như xây một ngôi nhà am thiền tịnh thất để thầy tu với danh gọi là cư sĩ cũng được. Nhưng chúng ta có được quyền tập trung đông người, 2-3 ngàn người, 5-7 ngàn người ở một nơi đó tự phát hay không? Chúng ta sẽ bị ghép vào cái điều là giống như sư Minh Tuệ ngày trước, gây rối trật tự công cộng. Nói chung là tập trung đông người tự phát là chúng ta không được phép. Cô chú phải hiểu cái điều này. Nếu như bây giờ đã an lạc, chúng ta không cần phải đi lại,
Giả sử như mai mốt mỗi năm thầy Nhuận Đức tổ chức gặp mọi người một lần thì có được không? Được chứ. Vậy thì chúng ta cưỡng cầu thêm chi? Chúng ta tu nên cần càng buông nhiều càng tốt. Tại sao mình không chịu tập cái tánh buông đi mà mình phải cố gắng để níu, để ôm vào mình nhiều thứ hơn, trong đó nó kèm theo vật chất. Thì ở đây con muốn nhắc với mọi người, chúng ta nên hài lòng với hiện tại đi. Chúng ta hãy cảm nhận bây giờ là hạnh phúc. Chẳng phải mỗi cái thời khóa tu trên Zoom, trên mạng, thầy cũng đang vui vẻ, dù ngặt nghèo như thế nào. Bữa nay là có gạo thì ăn gạo, không có gạo thì mình ăn cái khác, không vấn đề gì cả. Miễn sao cuộc sống của mình vui là được. Cái đó mới được gọi là thông dâm tự tại mà con đang bàn tới. Nó giúp ích cho tâm hồn con người ta không bị ràng buộc, không bị rối trí. Nếu như tu hành quý vị cũng biết rồi đó, động tâm mà tu cái nỗi gì. Nếu như bữa nay thầy lên Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng trong lòng ngày mai mà mình không có cái nhà mới rồi làm sao mình tu đây? Vậy rồi tu nổi không? Trong khi trong vọng tưởng, trong tâm tưởng còn mong cầu. Còn mong cầu tức là chúng ta đang còn phân tâm, chúng ta đang còn suy nghĩ. Còn nếu như hôm nay thầy A Di Đà Phật, nhưng ngày mai nó tới gì nó tới, không cần quan tâm. Miễn sao chúng ta còn sống niệm Phật là hạnh phúc rồi. Đời người có số, trời sinh thì trời giữ. Có phải nó nhẹ lòng hơn không cô chú? Nên con muốn gửi tới mọi người, đừng có bao giờ mà mình thay thầy để cưỡng cầu một điều gì, trong khi thầy không muốn. Mà thầy không muốn thì thầy cũng có cái lý do của riêng mình. Thầy là một người chân tu, thầy nói điều đạo lý nghe rất hay. Thì tại sao chúng ta không tìm hiểu lý do vì sao thầy không mong cầu những điều chúng ta đang ao ước? Thì mình phải học hỏi những cái đó để mình sửa đổi luôn cả bản thân mình sao cho giống thầy. Thì có như vậy mình mới noi gương được cùng với thầy, và mình mới học được những cái đạo lý của cuộc sống, những triết lý cần phải nắm vững ở trần gian để giúp một tâm hồn, giúp một con người, giúp một mảnh đời hết khổ. Còn những cái mà cô chú suy nghĩ, con biết rằng và con cũng trân trọng cảm ơn, bởi vì mọi người đang cũng chỉ vì muốn tốt cho thầy. Nhưng cái cách mà mọi người suy nghĩ nó vẫn còn mông lung lắm, nó vẫn chưa dứt được cái tục thế này. Nên đó cũng là cái lý do duy nhất trần gian này vì sao mà khổ, trần gian này vì sao mà còn nhiều người lắm đọa đày. Bởi vì mình chưa có dứt được nợ, chưa trả nợ trần xong lại muốn dây nợ tiếp theo. Thì thử hỏi coi, làm sao mà mình có thể thoát khỏi dòng luân hồi lục đạo? Đó mới là vấn đề lớn. Và tấm gương của thầy Nhuận Đức hôm nay, của thầy Minh Tuệ hôm nay, của thầy Minh Đạo hôm nay, cho chúng ta biết cuộc sống này đơn giản, sao cũng được, chuyện gì tới nó sẽ tới. Chúng ta không cưỡng cầu quá tham vọng. Chúng ta hãy làm điều ý nghĩa cho cuộc đời. Chúng ta niệm Phật để bình an. Có như vậy là đời người thanh thản, linh hồn sẽ thảnh thơi, chốn đi về Phật Đà cũng sẽ tới. Con kính chúc tất cả mọi người là khi lắng nghe ở trên đây đều thấu hiểu, đều đủ cái duyên lành để mình cảm nhận được tinh hoa của Phật Pháp. Ở đây con cũng chỉ là phận trẻ, con hiểu được cái gì con chia sẻ cho quý vị nghe, chứ không phải con để dạy đời ai. Bởi vì mình chưa đủ cái bản lĩnh, mình chưa đủ cái tư cách, mình cũng là phàm phu tục tử đọa đầy biển khổ. Con không đọa đầy sao con ngồi đây? Con không đọa đầy sao con mang thân hình người
giống như cô chú, vẫn đang uống đục ăn dơ như bao nhiêu người. Mình chỉ là những người huynh đệ đồng tu để dìu dắt nhau qua bến bờ khổ ải. Thì thầy Nhận Đức hôm nay cũng đang đứng cương vị đó để dìu dắt mọi người. Nếu như thầy còn mãi ở chốn cũ, chỉ là một góc độ nhỏ mà thôi, nhưng con thấy một ngã rẽ này nó không phải là một bước lùi của thầy Nhận Đức, mà ngược lại đây là một bước tiến để biển rộng trời cao hơn, để hoằng hóa đạo màu thêm càng tốt đẹp. Đó là những lời con dành tặng cho quý vị ngày hôm nay, để chúng ta hiểu thêm về sự việc cùng tất cả vấn đề từ đạo tới đời liên quan đến thầy Thích Nhận Đức. Con trân trọng cảm ơn, chúc tất cả mọi người sức khỏe.